vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3. Dự án có quy mô diện tích quy hoạch là 1.000 ha tại tỉnh Bình Dương. Dự án khu công nghiệp V-Ship 3 có quy mô diện tích quy hoạch là 1.000 ha tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm với tổng mức đầu tư thực hiện là 6.407 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án theo ý kiến của các bộ ngành, thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được nhà nước giao đất cho thuê đất. Đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất. Từ khi thành lập đến nay thì các khu công nghiệp V-Ship tại Bình Dương đã thu hút được 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 3.884 tỷ đồng, 458 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 6,6 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư quy định diện tích cây xanh phải chiếm ít nhất 10% tổng diện tích của toàn bộ cụm công nghiệp. Theo thông tư số 31 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, việc quy hoạch các khu chức năng và loại hình sản xuất trong cụm công nghiệp phải đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo thuận lợi cho công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp phải có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, bảo đảm yêu cầu theo quy định. Diện tích cây xanh trong phạm vi cụm công nghiệp tối thiểu chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ cụm công nghiệp. Ngoài ra, thông tư cũng quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong quản lý nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ và các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2016. Mặc dù diễn biến thời tiết và ngư trường năm nay không thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, tuy nhiên theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong 11 tháng đầu năm nay vẫn tăng nhẹ, khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác thủy sản 11 tháng đầu năm nay tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 2,8 triệu tấn. Tính đến hết tháng 11, thì sản lượng khai thác cá ngừ của 3 tỉnh trọng điểm miền Trung ước đạt 16.000 tấn. Đối với sản lượng thủy sản nuôi trồng trong 11 tháng, ước tính tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, lên 3,23 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết tháng 11 hàng năm thường là tháng mà nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy chế biến thủy sản tăng cao để cung ứng hàng cho dịp lễ Noel và Tết Dương lịch. Vì vậy, sản lượng thu hoạch thủy sản và giá thủy sản nuôi có xu hướng tăng. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng cá tra và tôm trong 11 tháng đầu năm cũng tăng khoảng 2% so với cùng kỳ và giá cá tra hiện tại cũng cao hơn so với tháng trước. Còn tình hình nuôi tôm nước lợ cũng khá thuận lợi. Nhờ thời tiết ít biến động nên diện tích tôm bị dịch bệnh giảm, sản lượng tôm thu hoạch tăng nhẹ và giá tôm nguyên liệu cũng ổn định. So với các đơn vị phân tích thí nghiệm đang vận hành tại Việt Nam, thì Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là CASE, được xem là một mô hình hoạt động đặc biệt. Với chủ trương tự chủ tài chính trong suốt 30 năm hoạt động, thì CASE không chỉ từng bước gỡ bỏ những thách thức trong việc giữ chân nhân tài, mà còn cùng với thành phố giải quyết các vấn đề nóng của xã hội. Trong đó thì với bề dày kinh nghiệm và uy tín đã gây dựng hàng chục năm qua, CASE đang đứng trước một nhiệm vụ lớn hơn, đó là góp phần hỗ trợ công tác giáo dục đào tạo tại thành phố mang tính thực tiễn hơn thông qua các hoạt động hợp tác với các trường đại học và đơn vị học thuật trên địa bàn. Và để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và những hoạt động của trung tâm, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi ngắn sau đây với Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, bà Chu Vân Hải. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên xin được cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa bà, để những cái kết quả thí nghiệm có thể gắn liền với thực tiễn cuộc sống, để đi vào cuộc sống của người dân thì nó phải xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của người dân. Vậy thì là một cái đơn vị tự chủ về tài chính thì CASE có tiến hành những cái khảo sát thực tế để nắm bắt nhu cầu của người dân trước khi tiến hành thí nghiệm hay không? Hay là mình thực hiện theo cái phân bổ của thành phố ạ? Theo nhu cầu của xã hội thì trong đó có nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở, các doanh nghiệp, các trường học, bệnh viện thì họ có một số các nhu cầu mình cần phải phân tích về chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm hay là về bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng thì trung tâm cũng đã nghiên cứu một số các phương pháp phân tích để phù hợp và với những cái nhu cầu để có thể thực hiện để đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội. Những cái lĩnh vực là những lĩnh vực thế mạnh cũng như là những cái lĩnh vực ưu tiên của CASE là gì ạ? Những cái lĩnh vực ưu tiên mà thế mạnh nhất của trung tâm hiện tại đó là đang nghiên cứu các phương pháp phân tích để hỗ trợ cho các khách hàng, các doanh nghiệp trong cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa,
bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thì trong đó là cái thế mạnh nhất đó là nghiên cứu được những cái chỉ tiêu mới lại mà xã hội mà mới phát sinh mà chưa ai làm được thì bên mình có thể làm được. Những cái thành tựu cụ thể đến thời điểm hiện tại là gì và có thể chia sẻ được không ạ? Hiện tại thì trung tâm cũng đã phát triển được 30 năm, cũng có nhiều cái đội ngũ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cũng có cơ sở vật chất khang trang cũng như trang thiết bị hiện đại, cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho cơ quan quản lý nhà nước trong cái vấn đề mà quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa. Sau khoảng thời gian là 30 năm, tức là bà nhìn thấy cái quá trình mà xã hội hóa các phòng thí nghiệm có đem đến những cái mặt thuận lợi như những cái rào cản nào đối với trung tâm của mình ạ? Thực ra thì theo nhu cầu phát triển của xã hội thì nhu cầu của mọi người đều mong muốn là mọi thứ được tốt hơn, ví dụ như an toàn vệ sinh thực phẩm được cao hơn. Chính vì vậy thì cũng đòi hỏi là mình cũng phải có nhiều cái phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế cũng như là nhiều phòng thí nghiệm đạt được chỉ định của các bộ ngành. Thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là nhiều các phòng thí nghiệm có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Và với cái thế mạnh hiện tại thì bà có thể nói một chút về cái định hướng sắp tới của trung tâm? Thực ra thì định hướng của trung tâm là tiến tới trong cái mô hình tiên tiến, thì trong đó là cố gắng là đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nguồn lực trong cái vấn đề nghiên cứu khoa học, và trong đó thì hỗ trợ là cầu nối giữa các doanh nghiệp, các viện trường, và từ đó có thể là phục vụ cho các cộng đồng khởi nghiệp cũng như là các doanh nghiệp. Câu hỏi cuối cùng dành cho bà là vừa rồi thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có chia sẻ về việc là các cái phòng thí nghiệm thì nên định hướng là đưa phòng thí nghiệm vào trong trường đại học. Ở Case thì mình có tiến hành những cái việc này chưa ạ? Hiện tại thì Case cũng đã là tham gia trong những cái chương trình đào tạo đối với các trường học. Thì trong đó có một số các sinh viên cũng đã qua Case để tham quan cũng như là thực tập, về cùng đào tạo về thạc sĩ, tiến sĩ, thì trung tâm cũng đã tham gia. Hiện tại trung tâm có cái như phần định hướng là sẽ thành lập một cái phòng thí nghiệm mở để có thể hỗ trợ cho các sinh viên, các giảng viên, các nhà nghiên cứu hoặc là những cái cộng đồng khởi nghiệp hoặc là những cái doanh nghiệp mà có cái R&D còn nhỏ, chưa có manh mún thì cũng có thể là hỗ trợ cho những cái đơn vị đó. Một lần nữa xin được cảm ơn bà vì những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Quý vị vừa xem qua những hình ảnh tại rạn san hô lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, nước biển nóng lên suốt 9 tháng qua đã giết chết 2/3 quần thể rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef ở Úc. Các nhà khoa học đang cảnh báo nếu không có biện pháp bảo vệ thì di sản thiên nhiên của thế giới sẽ tiếp tục chết dần. Các nhà khoa học của Úc vừa công bố nghiên cứu cho thấy trong 9 tháng qua, 67% quần thể rạn san hô dài 700 km của Úc đã chết vì nước biển nóng dần lên. Chưa bao giờ tốc độ hủy hoại rạn san hô đạt đến mức nhanh như vậy trong lịch sử nghiên cứu của quốc gia này đối với di sản thiên nhiên thế giới Great Barrier Reef. Là rạn san hô lớn nhất thế giới, Great Barrier Reef có diện tích đến 348.000 km2. Nhiệt độ trung bình của trái đất chỉ mới nóng lên 1 độ C mà rạn san hô này đã chết 2/3. Ở mục tiêu nền nhiệt tăng 2 độ C mà các nước đưa ra hồi năm ngoái, tôi e rằng sẽ rất thách thức đối với sự sống của quần thể san hô này. Tuy nhiên, quần thể san hô ở Queensland này không phải hoàn toàn không có cách cứu chữa. Các nhà khoa học cho biết, tự những cá thể san hô có thể tái tạo, nhưng cần điều kiện nhiệt độ thích hợp. Hiện tại, các cá thể san hô ở phía Nam đang dần sinh sôi, chỉ có phía Bắc đang chết dần. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài để rạn san hô có thể khôi phục. Đó sẽ là một quá trình rất chậm chạp, chúng tôi cho là vào khoảng 10 đến 15 năm. UNESCO hồi tháng 5 đã đưa rạn san hô Great Barrier Reef ra khỏi danh sách trong tình trạng nguy hiểm và cần được bảo tồn. Tuy nhiên không quên khuyến cáo chính phủ Úc phải có biện pháp phù hợp và nhanh chóng để duy trì di sản thiên nhiên thế giới.
Sau đó không lâu, vào tháng 6, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã hứa sẽ chi 1 tỷ đô la Úc để bảo tồn rạn san hô này. Đây là điểm đến du lịch hút khách của Úc và mang về cho Úc 5,2 tỷ đô la Úc mỗi năm. Tiếp nối thành công của sự kiện lần đầu công bố dự án Saigon South Residences vào cuối tháng 10 thu hút hơn 1.000 người tham gia, thì lễ công bố đợt 2 đưa ra thị trường tòa nhà hướng sông của dự án Saigon South Residences vào cuối tuần qua 27 tháng 11 tiếp tục nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo khách hàng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 900 căn hộ được tiêu thụ chỉ sau 2 tháng giới thiệu dự án ra thị trường, thưa quý vị. Ngay từ sáng sớm ngày 27 tháng 11, rất đông khách hàng đã đến tham dự sự kiện công bố đợt 2 dự án Saigon South Residence. Theo thống kê sơ bộ của công ty Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư dự án, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lượng khách hàng có mặt tại sự kiện đã vượt con số 1.000. Đợt này, chủ đầu tư mở bán các căn hộ hướng sông đầu tiên thuộc tòa nhà C của dự án. Do lượng căn hộ mở bán có giới hạn, nhưng với hơn 1.000 khách đăng ký đặt chỗ, chủ đầu tư phải tiến hành bốc thăm chọn quyền mua căn hộ để tạo sự công bằng. Mỗi người trúng thăm chỉ được mua một căn. Tôi là cái người đầu tiên mà được xướng tên, được lựa chọn đầu tiên để mà mua cái sản phẩm của căn hộ Saigon South Residence. Làm cho tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Tôi không nghĩ bao nhiêu người mà lại tên của tôi là cái tên đầu tiên. Cái dự án Saigon South Residence nó có nhiều cái yếu tố mà làm cho tôi phải nói rất là tâm đắc. Đã vị trí tốt rồi mà lại cái nhà đầu tư xây dựng nó có thương hiệu. Ngoài 321 căn hộ tòa C, đợt này Phú Mỹ Hưng cũng chào bán 79 căn tòa B. 72% căn hộ ra mắt đợt này là loại 2 phòng ngủ, diện tích sử dụng 60-70m2. Phần còn lại là loại 3 phòng ngủ, diện tích trên 90m2. Chủ đầu tư cho biết, 90% trên tổng số 400 số căn hộ của dự án Saigon South Residence trong đợt 2 đưa ra giới thiệu sáng ngày 27 tháng 11 đã được đặt mua. Trong đó, tất cả căn hộ hướng nhìn sông và đô thị Phú Mỹ Hưng của tòa nhà C đều được khách chọn ngay. Tất cả các cái dự án ở Phú Mỹ Hưng nó đều rất là gần với thiên nhiên. Về an ninh ở đây thì rất là tốt và phù hợp với lại trẻ con ở trong nhà. Cái thứ hai nữa là tôi thấy các cái tiện ích mà xung quanh các khuôn viên mà đi bộ hay hồ bơi hoặc cái không gian xanh ở xung quanh thì tôi rất là thích cái không gian ở đây. Ngoài mức giá phù hợp khoảng 2 tỷ đồng một căn, dự án Saigon South Residence còn sở hữu một ưu điểm nổi trội khác là lịch thanh toán dài hạn lên đến 38 tháng kể từ lúc đặt cọc đến khi nhận nhà, với khoản thanh toán tương ứng là 50% giá trị căn nhà. Vị trí hàng tháng chỉ từ 1%, tức là khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, người mua căn hộ còn được chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất cho khoảng 30% giá trị căn hộ khi vay vốn tại ngân hàng Vietinbank. Đây là những yếu tố giúp dự án thu hút một lượng lớn khách hàng, nhất là các gia đình trẻ lựa chọn an cư tại Saigon South Residence. Tôi nghĩ là sắp tới thì nhà nước sẽ đầu tư cái cơ sở hạ tầng giao thông rất là tốt, nên là cái dự án này sẽ là cái dự án chiến lược, nên là tôi đã quyết định chọn cái dự án này. Dự kiến, dự án Saigon South Residence sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, trùng với thời điểm nhiều công trình hạ tầng giao thông khu Nam sẽ đi vào vận hành. Do đó, cư dân sở hữu nhà tại dự án sẽ được thụ hưởng trọn vẹn 69 tiện ích nội khu và ngoại khu vượt trội. Trong đó có những tiện ích chưa bao giờ xuất hiện trong những công trình căn hộ trước đó ở Phú Mỹ Hưng. Sáng ngày hôm qua 29 tháng 11, thì Phú Mỹ Hưng vừa tổ chức họp báo về việc lần đầu tổ chức ngày hội nông trại xanh tại khu Hồ Bán Nguyệt. Sự kiện này sẽ chính thức diễn ra vào hai ngày cuối tuần 10 và 11 tháng 12. Đáng chú ý là sẽ có nhiều hoạt động vui chơi và tư vấn về dinh dưỡng cũng như cách trồng và chăm sóc vườn tại gia. Phú Mỹ Hưng vừa công bố kế hoạch chi tiết về việc tổ chức ngày hội nông trại xanh lần đầu tiên tại khu phố đi bộ Tôn Nhật Tiên trong khuôn viên đô thị Phú Mỹ Hưng. Ngày hội này sẽ bao gồm nhiều hoạt động và khu vực trưng bày cũng như là vui chơi giải trí cho các gia đình tại Phú Mỹ Hưng nói riêng và cư dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Các khu vực cụ thể có tại ngày hội nông trại xanh, cụ thể như khu tiểu cảnh mô phỏng các vườn rau và hoa quả được trồng hoàn toàn theo tiêu chuẩn organic. Khu vực trưng bày các tác phẩm dự thi thiết kế nông trại, khu vực chuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề về sức khỏe, dinh dưỡng với chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu tại nước ngoài, khu vực trưng bày sản phẩm sau thu hoạch của các nông trại theo tiêu chí sạch. Đáng chú ý còn có các khu vực và các khung giờ với nhiều trò chơi mỹ thuật hoặc các trò chơi vận động liên quan đến nông trại dành cho trẻ em và các gia đình. Chúng tôi muốn tổ chức cái ngày hội nông trại Phú Mỹ Hưng năm 2016. Để mang đến cho cư dân của chúng tôi nói riêng và cho những người quan tâm ở tại thành phố Hồ Chí Minh đối với những cái sản phẩm sạch, an toàn mà trong điều kiện của mỗi gia đình với cái không gian nhỏ bé hay rộng lớn mà mình đang sinh sống thì có thể tổ chức một cái nơi để làm thế nào có được những cái sản phẩm sạch
an toàn để phục vụ cho cái bữa ăn của gia đình. Ngày hội lần này có sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh trong mảng thực phẩm sạch như Natural, Gino, Cầu Đất Farm, Fresh for Farm, Vinamilk Organic, v.v. Sự kiện mang tính chất là ngày hội nên không có nhiều hoạt động bán sản phẩm, mà thay vào đó sẽ có nhiều không gian tư vấn miễn phí dành cho các hộ gia đình, đặc biệt là về dinh dưỡng và việc trồng, chăm sóc rau sạch hoặc hoa cảnh tại nhà. Ngày hội nông trại xanh diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 12 tại khu hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, dự kiến thu hút ít nhất 10.000 lượt khách tham quan. Tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ Sunflower Mission vừa tổ chức trao học bổng cho gần 60 sinh viên ngành công nghệ và kỹ thuật. Đây là một trong những chương trình nhằm tạo cơ hội học tập và làm việc cho những kỹ sư công nghệ tương lai tài năng của Việt Nam. Ngày 29 tháng 11, tổ chức phi lợi nhuận Sunflower Mission và tập đoàn eSilicon Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng cho 59 sinh viên ngành công nghệ và kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi suất học bổng trị giá 6 triệu 500 ngàn đồng. Chương trình học bổng Sunflower Mission là chương trình áp dụng với các sinh viên ngành công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt là các sinh viên yêu thích lĩnh vực thiết kế mạch tích hợp. Mục đích của chương trình là tôn vinh những sinh viên đến từ những trường đại học danh tiếng có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, hay còn gọi là mô hình STEM, và nhằm động viên các sinh viên ưu việt phát triển trở thành công dân thế giới. Học bổng được quản lý bởi công ty eSilicon Việt Nam. Năm nay, Sunflower Mission và eSilicon Việt Nam nhận 200 hồ sơ ứng thí chương trình học bổng. Trong 14 năm qua, Sunflower Mission đã trao học bổng cho gần 16.000 học sinh sinh viên từ trình độ tiểu học đến đại học, trong đó có 400 sinh viên đã tốt nghiệp. Và tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin đáng lưu ý sau đây trong phần tin thế giới. OECD dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngân hàng Trung ương châu Âu khẳng định sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong trung hạn.